Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã có tư tưởng đổi mới. Đó là sự đổi mới từ cội nguồn, đổi mới từ gốc để từ đó làm nên những thành công chói lọi cho cách mạng Việt Nam. Tư duy đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm, ngay trong quá trình đi tìm đường cứu nước. Nói cách khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một nhà khoa học mang tư duy đổi mới trước khi trở thành một nhà cách mạng. Trong cuốn Đường Cách Mệnh, bác đã nêu, cách mệnh là phá cái cũ, đổi ra cái mới, phá cái xấu, đổi ra cái tốt. Thời gian hoạt động ở Pháp, khi gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam, bác đã đề xuất cải cách nền pháp lý ở Đông Dương. Sau này, trong các bài viết, bài nói, bác nhiều lần nhấn mạnh đến đổi mới với tư duy cởi mở, khuyến khích mọi người thực hiện. Bác từng nói, chẳng có việc gì là không thể đổi mới. Đừng sợ cái mới quá. Cái gì mới thì lần đầu cũng lạ, nhưng sau rồi quen. Và đổi mới là sự nghiệp lâu dài, phức tạp, gian khổ. Phải kiên định, kiên quyết, kiên trì, lựa chọn những bước đi thích hợp. Bác nói, thắng đế quốc, phong kiến là tương đối dễ. Thắng bần cùng lạc hậu còn khó hơn nhiều. Đấu tranh xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới là công việc cực kỳ to lớn, nặng nề, phức tạp và khó khăn. Do vậy phải có kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo, thực hiện chắc chắn. Đổi mới không phải là phủ định sạch trơn, mà là sự kế thừa và phát triển. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm. Không chỉ thể hiện tư duy đổi mới, bác còn nhận thức sâu sắc cội rễ sức mạnh để hiện thực hóa đổi mới, đó là nhân dân. Trong bài Dân vận, bác đã khẳng định, công việc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của nhân dân. Để giành thắng lợi, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân. Và Đảng là linh hồn của đổi mới, bác nói, thế giới ngày ngày đổi mới, xã hội ngày một phát triển, nhân dân ngày càng tiến bộ. Do vậy, cán bộ đảng viên không thể giữ cái kẹp giấy cũ không thay đổi. Tư tưởng hành động cũng phải phát triển, phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Trải qua hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, đồng thời với việc kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng ta đặc biệt chú trọng kế thừa, cụ thể hóa tư tưởng đạo đức, phong cách đổi mới Hồ Chí Minh, đề ra cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và văn kiện các đại hội đảng, các hội nghị ban chấp hành trung ương, các nhiệm kỳ từ năm 1986 đến nay. Đường lối đổi mới của Đảng thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trở thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế. Đời sống của người dân không ngừng tăng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ vài chục đô la lên khoảng 2.800 đô la một người một năm. Uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta vẫn trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định từ năm 1920. Chúng ta kiên trì, kiên định mục tiêu đó bằng những cách làm mới theo phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến của người. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.